Ok, hello, xin chào cả nhà. Thì chào mừng cả nhà đến với channel của Thiên Vũ Audio. Thì hôm nay mình sẽ có một cái clip mà mình muốn chia sẻ và nó rất là đơn giản. Thiên Vũ muốn chia sẻ cho mọi người cũng như là người tiêu dùng. Chúng ta có biết một cái chút chút gì đó và chúng ta có thể xem được cái thông số của loa những sản phẩm mà chúng ta sắp mua trong sắp tới, dự định. Mình xem biết được những cái thông số loa nào là mình phù hợp với không gian của mình. Thì hôm nay Thiên Vũ sẽ làm clip này và chia sẻ cho mọi người ha. Rồi mọi người chúng ta cùng theo dõi. Thì đầu tiên Vũ sẽ vào OK Google. Rồi, bảo đảm tạm đi. Thì để biết xem loa thì các bạn có thể thì có khi các bạn mà mua loa. Nhưng mà các bạn mua loa thì chắc chắn là trong cái trang web của cái những đơn vị bán hàng thì họ sẽ cho mọi người về những cái thông số, ví dụ như là công suất như thế nào, kích thước như thế nào. Thì nhưng mà có những cái mà thông số mà có lẽ là mọi người lại không biết và nó có tác dụng gì, thì với clip lần này thì Thiên Vũ sẽ giới thiệu cho các bạn cũng như là hướng dẫn cho mọi người có thể biết chút chút gì đó khi mà chúng ta xem những cái thông số kỹ thuật của loa mà từ nhà hãng đưa ra cho chúng ta. Thì mời mọi người cùng xem clip hôm nay. Nếu thấy hay và nếu cái video clip này bổ ích và những clip chia sẻ của Thiên Vũ hay thì đừng quên nhớ bấm chữ đăng ký và bấm nhấn chiếc chuông để xem những clip mới nhất của Thiên Vũ, và đừng quên bấm like và share nếu thấy hữu ích nhé. OK, thì để bắt đầu thì các bạn thấy thì đây là trang của Thiên Vũ. Thì khi mà các bạn vô những cái danh mục như mà loa đồ này nọ thì nó thường thường nó sẽ có những gọi là thông số kỹ thuật đó mọi người. Thiên Vũ thử ví dụ như thế này đi. Mọi người có thể xem chương trình khuyến mãi của Thiên Vũ ở trên website Thiên Vũ ở góc này. Ở đây có những khu vực thường xuyên có những chương trình event khuyến mãi rất là đặc sắc và được thay đổi liên tục. Mọi người có theo dõi ha. Thì ở đây mình cũng đang làm chương trình giá tốt và những quà tặng giá trị về loa JBL dòng huyền thoại đã trở lại mà Thiên Vũ đã mua mẫu ruột cho mọi người xem. Và đây. Đây là một cái thông số kỹ thuật, đây là thông số kỹ thuật, là những cái dãy này gọi là thông số kỹ thuật nào mọi người. Mọi người có thể thấy thì ở trên đây á, thì là nó có ghi tất cả nào loa ở đây là ở nước ngoài, nhiều khi á các đơn vị Việt Nam mình chúng ta copy nguyên cái nước ngoài về nên chúng ta cũng không hiểu, nên ở đây Thiên Vũ hiểu á. Thì hình dung ra như thế này thì Thiên Vũ cho nó tiếng Việt cho tí xíu cho mọi người dễ hiểu mà. Rồi ví dụ những trường hợp mà các bạn á mà không có hiểu, có những cái dòng loa mà đang bán mà lại không có thông số kỹ thuật cụ thể á, thì Thiên Vũ sẽ chỉ và chia sẻ cho mọi người một cách mọi người có thể vào đây. Bây giờ ví dụ loa này đi, mã này đi ha. Thiên Vũ sẽ dùng cái mã JBL KI312 Spark. Đây dòng này thì bây giờ Thiên Vũ sẽ vào Google search. Thì khi mà các bạn thích một cái mã nào đó của một dòng loa nào đó mà chúng ta ở Việt Nam, những trang web Việt Nam nó không đưa ra quá chi tiết, nhưng mà các bạn thích về thông số kỹ thuật thì các bạn sẽ truy cập bên đây. Ví dụ Thiên Vũ ghi là JBL, chúng ta gõ vào Google, mã của nó là KI312 Bắc. Sorry, Bắc đúng không? Rồi mọi người thêm cho Thiên Vũ một từ nữa, đó là BDF, là B phở giờ và F, tức là model, một file. Đây là một 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 file mềm mà giống như những nước ngoài họ gửi báo giá, những các công ty gửi file với nhau đó. Thì khi mà các bạn search cái sản phẩm này ra thì chắc chắn là nó sẽ ra được cái mã ở trang web nước ngoài. Trang web nước ngoài nha mọi người. Ở đây là của này JBL, đây là dòng series chính hãng của JBL. Mà mọi người cũng lưu ý nha, ở đây là chính hãng nha. Thiên Vũ đang sử dụng loa chính hãng ra, tại vì JBL này những dòng loa này hầu như đang bị đang nhái rất là nhiều. Mọi người cũng cẩn thận và cũng như mọi người cũng để ý tí xíu về giá thành của nó, những dòng C chính hãng thì nó cũng khá là cao, mọi người cứ lưu ý ha. Thì bây giờ Thiên Vũ sẽ bấm vô cái trang đầu tiên. Thường thường các bạn bạn mà đã gõ chữ PDF á, là thường thường là họ biết là chỉ ở nước ngoài họ mới có những file này, ở Việt Nam chúng ta không có, chỉ có nước ngoài họ sử dụng cái file PDF nhiều để cho các đơn vị, các đối tác họ có thể xem cái thông số kỹ thuật về của sản phẩm mà nhà hãng họ đã sản xuất ra. Thì giờ đây Thiên Vũ bấm vô đây. Đây các bạn, đây lo này là trang web bên ngoài của nó là jbl.com sạc China. Rồi OK, Thiên Vũ bấm click vào.
có gì, và Thiên Vũ sẽ chia sẻ cho mọi người cách. Ở đây cũng là một cách mà Thiên Vũ hay test những sản phẩm có chính hãng hay không. Ok, thì các bạn thấy là mình đã vào được trang web chính hãng của CBL Harman Kardon rồi. Ok, thì bây giờ mình tích bỏ cái dịch này đi. Rồi, ok, thì các bạn thấy xuống nè, ở bên đây á thì họ có cho người, họ có viết cho ta về một số ở đây cái web này bị lỗi phông chữ hay là do cái máy tính của Thiên Vũ nó lỗi phông chữ rồi. Đó. Ở đây họ có ghi nè, đó về cái thông số, và đây là 12 inch. Chắc mọi người cũng biết tại sao, lưu ý nhỏ nè, tại sao các bạn thấy mình ví dụ nha, là các lo thường thường nó ghi là 12, 10, 15, xin lỗi, 10, 12, 15. Thì mọi người lưu ý chỗ này là 10, 12, 15 hoặc 18 nữa. 18 thì lo full thì ít gấp, đa phần là lo sub thôi. Lo subwoofer nó không to thôi. Thì cái thông số mà thường thường những cái series á, nó ra vậy á, là tức là nó muốn cho mọi người biết đây là cái bát loa 10 inch, bát loa 12 inch, bát loa 15 inch. Đó, thì cái 15 inch, 12 inch á, thì 12 inch á, là 2 tấc rưỡi, 15 inch á, xin lỗi mọi người nha, 10 inch á, là 2 tấc rưỡi, đó, 12 inch á, là 3 tấc, 15 inch á, là 4 tấc, đó, còn 18 inch á, là bao nhiêu mọi người, 18 inch là 5 tấc, 5 tấc, đó. Thì ví dụ như cái loa này thì mọi người ví dụ đi ha, đơn giản cái series đây nè, mọi người thấy nè, KI312 họ chỉ thêm số 3 thôi, bản thân cái số 12 này tức là bạn biết cái loa này là loa 3 tấc, nên khi mà các bạn hôm nay clip này thì Vũ chia sẻ cho các bạn, bạn sẽ không cần phải hỏi người bán cái đó là loa mấy tấc nữa, chắc chắn clip này sẽ cho mọi người biết cái loa là bao nhiêu tấc, nên không cần phải hỏi người bán. Và mọi người khi mà biết được những cái thông số này rồi á, mọi người sẽ nắm được là cái nhu cầu mình đang muốn mua cái gì, à, mọi người đánh được là mọi người đang muốn cần mua cái gì, lo cỡ bao nhiêu là vừa căn nhà. Thì mình nghĩ ở đây là sẽ là một cách mọi người có thể tự chọn cho mình những dòng lo phù hợp công suất cũng như là cái độ lớn của mình ha. Rồi, thì ở đây là mình ví dụ cho mọi người hình dung lên đây là 312, tức là lo JBL này là có 3 tấc, và có một series nữa đó chính là series KI310, thì mọi người biết đó là 2 tấc rưỡi. Đó, 12 inch nè, đó đây ghi 12 inch nè. 12 inch tức là cái đường kính của nó 12 inch. Đó ha mọi người ha. Thì giống như lời lo một series khác của CBL đi, ví dụ như là dòng KB. Đây là dòng nè. Ở đây là dòng nè mọi người. Hai những ký tự đầu tiên là dòng của loa, là dòng là series của loa. Còn cái mà những con số sau á, nó muốn là đại diện cho kích thước của loa. Nói vậy cho mọi người dễ hiểu ha. Thì bây giờ mình ví dụ dòng KB. Rồi, đợi mình xíu. Mình sợ cái mình đang stream hay sao mà mạng nó loát chậm nha. JBL KB 4015. Rồi. BBF xong. Rồi, đó nó lại ra một cái JBL này hay này. Bấm vô. Ok, đó. Thì mọi người biết 4015 này, mọi người dư sức biết là đây là dòng loa gì rồi. Đúng không mọi người? Đây là dòng loa 4 tấc rồi ha. 15 inch, 2 quay, full range, low busker system. À, thì đó, ở đây. Thì mọi người ở đây. Đó, cái 15 này nó là diện, còn đây là KB. Thì tất cả các loa đây là một cái quy chuẩn nha mọi người. Quy chuẩn mà các nhà hãng với nhau trên thế giới họ đặt một cái mã nào đó. Trừ khi một cái mã nào đó sẽ không có những series sau thì mới là không có, còn những dòng low full hầu như là đều có một series. Đầu tiên là cái series kế đến đó chính là cái mã loa. Mã loa là nó sẽ bao gồm luôn cả là cái kích thước loa của hai dãy số cuối cùng. Mọi người cũng sẽ lưu ý chỗ đó ha. À, nhưng mà cũng sẽ gặp những trường hợp ngoài lệ những cái loa đặt khác và ngược. Nhưng mà hầu như là vậy, hình như 80% trên là như vậy. Rồi, bây giờ kế tiếp thì đó là về các bạn nhận thức lo của mình là bao nhiêu tấc và cái size nó lớn hay nhỏ, mọi người đánh giá được. Thì bây giờ kế tiếp thì bây giờ ở đây nó có ghi đây. Thì ở đây nó ghi nè. 15 inch. Đó, thấy không mọi người ha. À, rồi cái này là cái cụ check. Đúng không ta? Đúng rồi.
là 1,5 inch. Rồi, tiếp đến. Rồi nó chia sẻ, thôi nếu mà nói vậy mọi người cũng khó lắm. Ở đây, đi đi. Rồi ok. Đây là mọi người, đây là dòng hai đường tiến, hai quay. Đó, hai quay. Thì ở đây là đây nó ghi nè. Dòng này 15 inch là mọi người biết cái bát nó bao nhiêu rồi. Đánh dấu dòng này thì mọi người biết là bát nó 15 inch, hai quay, một bát một xếp ha. Rồi cái Revency âm 10 thì khi cái này nó báo các bạn là tức là cái lo này cái đáp tuyến á, đáp tuyến nếu mà nó đáp tuyến mọi người không hiểu lắm, đó là cái giải tần khi mà nhà hãng sản xuất ra, cái giải tần là ví dụ như là có bao nhiêu hẹt cho đến mấy chục ngàn hẹt, thì cái thông số này nó sẽ là gọi là đại diện, tức là họ muốn nêu cho mọi người biết đây là dòng lo này hoạt động ở cái mức là cái giải tần là từ tốt nhất đáp ứng cho chúng ta tốt nhất ở dưới âm 10 dB là từ 45 đến 20 kg đó ha. Còn ở dưới cũng vậy, lại dưới là cái giải tần mà nó đáp ứng được không chênh lệch quá 3 dB chính là 75 Hz cho đến 20 kg. 20 kg là tức là 20.000 Hz nha, giống như là tiền chúng ta gọi là ca vậy đó, mình nói vậy cho mọi người ngắn ngắn tắt vậy thôi. Rồi cái setup CC Thiên Vũ đọc tiếng Anh không rành nha mọi người, cũng thông cảm nha, nhưng mà mình sẽ tìm cách nào giải thích cho mọi người dễ hiểu nhất. Setup CCTV gì đó đó thì nó ghi là 99 decibel. Thì tức là nhà hãng muốn cho mọi người biết là khi cái lo này nó khi cái đây là giả này, khi cái lo này mà bạn đưa vào 1W công suất cơ đó, công suất cơ nha mọi người, và với khoảng cách là 1 mét thì độ lớn các bạn nhận được đó chính là 99 decibel. Tức là bạn cho cái lo này nhận vào cái công suất giống như âm ly chúng ta đi ra cái lo gọi là công suất, nhưng mà ở đây là công suất cơ nó khác, nhưng mà cái này thì nó hơi rối, mình không có phân tích cho mọi người hiểu được, nhưng mà mọi người cứ hình dung là vậy, tức là cho nó vào 1W, cái công cục đẩy nó cho nó vào 1W đi, ví dụ nha. Còn công suất cơ mình không giải thích được. Rồi thì ở khoảng cách 1 mét là từ cái loa đến vị trí bạn nghe được, vị trí mà bạn nghe cái loa đó ở khoảng cách 1 mét thì bạn sẽ nhận được độ lớn mà nhà hãng đưa ra chúng ta biết là 99 decibel ha mọi người ha, 99 decibel, và nó hoạt động ở trên mức độ là 8 ohm. 8 ohm. Ở cái 8 ohm này thì cũng rất là nhiều channel, cũng như rất là nhiều các bạn làm âm thanh cũng đã chia sẻ về cái vụ mà ohm này, thì mọi người tham khảo, thì có dịp có thời gian Vũ sẽ làm chia sẻ cái ohm này cho mọi người biết. Rồi mọi người có thể thấy cái dòng này nè, mọi người nhiều rất là nhiều khách hàng sai lầm nha, cái chỗ này mọi người lưu ý, đây là quan trọng nhất, là đây là cái dòng kế tiếp là maximum SPL là nó ghi là bao nhiêu, 127. Ồ cái hàng này nó lại đưa ra được nè, nó trừ sẵn cho mình nè, 127 dB. 127 dB, đây là độ lớn nha mọi người. Nhiều bạn và nhiều khách hàng rất là lầm tưởng về vấn đề độ lớn chính là watt, độ lớn của loa chính là watt, thì tính như vậy cũng đúng, cũng không không có sai, nhưng mà nếu mà nói về trong cái kỹ thuật á, thì nó không có chuẩn, không phải là độ lớn 400W là gì đâu, tại vì watt có thể là cho mọi người hình dung ra được cái công suất đó thôi, một công suất đó thôi. Còn cái maximum này là decibel, thì tại sao là 27 dB, thì ở đây là tức là công suất, đây là hoạt động thường niên, còn đây là 100, tức là cái lo này đạt được 133 dB là tối đa luôn á, là maximum luôn á, là 133 dB. Big big ở đây nó là ở đây nè mọi người, ở dưới đây nó đại diện cho watt nè. Rồi mình Thiên Vũ sẽ chia sẻ cho mọi người về tại sao nó ghi là 400, 800W và 1600W, thì Thiên Vũ sẽ chia sẻ cho mọi người ha. Rồi đơn giản thôi. Thì thường thường các bạn mua loa, các bạn đừng tính những con số lớn, mà các bạn phải lấy con số thấp nhất, đó chính là 400W. 400W là nó sẽ là đại diện cho 27 dB. Đó, còn 133 dB
là đại diện cho 1600W. Cứ nó sẽ có ba ngưỡng, đó là ngưỡng mát, ngưỡng trung và ngưỡng hoạt động thường niên. Thì cứ một ngưỡng cao nhất, các bạn ví dụ như những cái lo mà họ ghi là maximum là 127 dB, nhưng mà họ lại không có ghi là công suất hoạt động thường niên, thì các bạn dựa vào công suất tối đa maximum 133 dB, các bạn phải trừ ra 6 dB. Trừ ra 6 dB, đó chính là cái dB thực khi mà các bạn hoạt động tối đa thường xuyên đó. Còn những trường hợp mà mình ví dụ là thông số kỹ thuật nó ghi là maximum là 100 dB, thì các bạn phải biết trừ ra 6 dB là còn 94 dB. Đó là cái lo maximum bạn, tức là khi mà bạn sử dụng cái lo đó mà để cho hoạt động liên tục luôn là chỉ được 94 dB thôi, chứ không phải là các bạn nó công suất đạt được như vậy. Rồi lý giải tại sao thì mình không có chia sẻ về cái mà decibel, nó hơi dài dòng cho mọi người về cách chia, về cái này nó giống như toán, âm thanh nhiều khi nó cũng giống như toán vậy đó, nên mọi người sẽ rối. Bây giờ mình chỉ hiểu như vậy thôi. Rồi bây giờ Thiên Vũ sẽ đại diện chia sẻ về phần dưới power rating. Nó ghi đây big ở đây tức là maximum đó mọi người, là 1600W. Nó sẽ chia ra ba khu, rồi sau đó rồi RAM. Còn đây là mọi người cứ hiểu nó đơn giản này, 400W tức là đại diện cho 127 dB. Đây là cái công suất 400W, công suất 127 dB là mọi người có thể sử dụng cái lo này liên tục nha mọi người, liên tục đó, tức là không sợ đứt lo á, cứ sử dụng 400W này, tức là 127 dB, các bạn sử dụng cái lo này liên tục không ngừng đó, thì nó sẽ không có bị cháy lo, không có bị đứt lo của mình. Đó là cái mà chúng ta khi mua lo, là cái này là cái mà chúng ta sẽ lấy và đánh giá nó là công suất của nó. Còn 800W này tức là nó sẽ đạt cộng thêm 3 dB, tức là nó sẽ lớn hơn tí xíu, hơn có 3 dB thôi, hơn 3 dB nữa thì nó sẽ đạt 800W. Nhưng cái này nó chỉ hoạt động ở mức độ giống như là chỉ hoạt động trong vòng 30 phút đó, tối đa các bạn sử dụng cái lo công suất này, chứ các bạn do dù bạn muốn lớn hơn nó đi, các bạn sử dụng được 30 phút thôi đó. Còn 1600W tức là đại diện cho 133 dB big à, tức là cái này nó chỉ hoạt động ở trên 1 đến 2 giây thôi, thì bạn hiểu không? Tức là khi mà karaoke các bạn mà không ai sử dụng 1600W thì bạn vừa hát lên cái là đứt mất tiêu rồi, nó sẽ bị đứt lo liền, đứt mà ngay vào luôn. Tức là nó sẽ chịu tải được, nhà hãng muốn đưa cho bạn là cái lo này mình sản xuất ra là chỉ chịu tải được 1600W với phạm vi là trong vòng 2 đến 3 giây, ví dụ là như vậy ha. Thì ví dụ như những cái watt này, ví dụ như là các bạn chơi trống đi, các bạn làm cái kình, cái là hết, thì cái lo vô tình nó sẽ đạt được cái ngưỡng 1600W, tức là 133 dB, nhưng không bị đứt lo vì nó đọc cái kình cái là nó tụt xuống rồi à, thì nó không đứt. Nhưng mà thử mà tiếng alo lớn lên đạt được cái ngưỡng 1600W, vậy chừng vòng 3 giây thôi cái lo nó sẽ đứt mất tiêu đó, là mọi người sẽ hình dung, mọi người hiểu ha. Tức là họ hãng muốn cho ta biết đây là 1600W là cực đỉnh tối đa, nhưng chỉ hoạt động ở trên vòng 1 đến 2 giây. Mình ví dụ vậy. Rồi còn 800W này nó chỉ hoạt động trong vòng 10 phút hoặc là nửa tiếng. Đó, là bạn phải xuống, bạn không xuống là nó đứt lo chắc. Rồi, còn 400W đây là cái công suất mà chúng ta phải cần phải nhìn ngó nó. Các bạn phải nhìn ngó nó. Thì các bạn phải nhìn ngó, tại vì đây là công suất mà chúng ta xài. Đó là công suất xài. Thì bạn chỉ đánh giá cái lo này thì nó chỉ được 400W thôi, chứ không được 1600. Các bạn mà tính 1600 là các bạn sai lầm, các bạn phải tính là 400W. Rồi sau đó nếu mà chúng ta kỹ, người tiêu dùng muốn kỹ, xài không hết công suất thì hoặc là có xài có hết đi nữa, các bạn nên sử dụng là 300W thôi. Bạn nên giảm 3 dB xuống để cho loa của mình nó không bị xé tiếng, nó hoạt động 24/24 như những phòng kinh doanh cũng vậy, hoạt động 24/24 mà nó không bị vỡ loa, không bị xé cái loa mình, và đảm bảo được cái thiết bị của mình hoạt động liên tục maximum luôn, nhưng mà lại an toàn cho lo của mình.
nó sẽ tránh trường hợp những bảo trì. Đó là cái lưu ý như vậy. Còn những trường hợp như nãy mình đã chia sẻ, những cái trường hợp mà nó không có ghi rõ ràng cho mọi người như thế này á, mà nó ghi là maximum này nè, cái công suất maximum mà nó ghi là 800W mà chỉ ghi chữ maximum thôi nha, nó không có chia cho mình là những công suất nhỏ như thế này, thì mọi người biết là 800W mọi người sẽ chia ra 3 phần. 800W mọi người sẽ chia ra 3 phần là đầu mọi người sẽ chia đôi ra. Đó giống như 1.600W nè. Mọi người chia đôi ra còn 800W. Rồi muốn là đó là công suất hoạt động được 10 phút. Sau đó mọi người chia đôi thêm một lần nữa. Đó là công suất hoạt động liên tục không sợ đứt lo ha. Rồi mọi người lưu ý cái này. Nên thực tế cái lo này ghi maximum 133 dB, nhưng thực tế các bạn chỉ lấy thông số thấp nhất đó chính là 127 dB. Và power rating mọi người sẽ tính nó là 400W, đó là công suất thật mà mình cần hoạt động trong cái việc mà chúng ta hoạt động karaoke thường xuyên không sợ đứt lo, chứ đừng có tính những cái con số lớn, tính những số lớn nó nghe ồ lo. Nhiều khi Thiên Vũ nhận được những cái feedback của khách hàng lo tôi tới 1.600W nhưng mà đó là khách hàng họ không biết, có thể họ nói thôi, nhưng mà ở đây Thiên Vũ nói không phải là cười khách hàng đâu, tại đâu phải ai cũng biết đâu, chỉ chính Thiên Vũ cũng phải đi học một thời gian rồi có những cái gì đó, hay là trong lúc làm việc học những các video clip của nước ngoài, Thiên Vũ biết được chút gì thì Thiên Vũ sẽ dịch ra một tiếng Việt hoặc là giải thích một cách là Việt hóa tí xíu, chứ không giải thích cái kiểu mà kỹ thuật quá mọi người sẽ không hiểu. Ở đây clip của Thiên Vũ là dành cho người tiêu dùng là chủ đạo. Rồi cái cover ray với cái pattern này nó nói cho mọi người biết đó chính là góc phủ của loa. Mọi người hiểu góc phủ của loa, mọi người thường thường con số thấp luôn luôn là những dòng loa mà chiều cao á, cái con thường thường á con số thấp là dành cho góc phủ như thế này, chiều cao là độ từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên hoặc là trên xuống. Còn góc phủ lớn nhất của loa thường là chiều ngang, thì là tức là từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái đó. Góc phủ là tại sao nó ghi là góc phủ, thì bản thân cái góc phủ này á nó muốn cho mọi người biết cái loa này nó sẽ hoạt động tốt và giải âm đầy đủ nhất trong cái độ cái, tức là trong cái mà người nghe ngồi á, cái chỗ mà vị trí các bạn ngồi á, là cái miễn sao các bạn ngồi trong cái góc độ mà cái loa phủ tới tai người nghe, tức là tới tai của bạn, tới tai người nghe tức là tới tai của bạn, thì các bạn sẽ nhận được một chất lượng tốt nhất mà nhà hãng đã sản xuất ra cái loa này. Còn nếu các bạn ngồi chệch chệch cái góc phủ của loa, tức là góc phủ nó đưa ra góc phủ đó là chiều ngang rộng ra được 2 mét, nhưng mà các bạn ngồi ở vị trí là đi đi ngoài góc phủ, là ví dụ các bạn ngồi ở 2m2, thì cái âm thanh nó sẽ không có được chất lượng và không có đi thẳng vào tai người nghe. Nhiều khi các bạn sẽ nghe được cái tạp âm hoặc là chỉ nghe được cái tiếng delay của cái loa dội vào tường, dội vào tường, sau đó cái tường nó sẽ dội vào tai bạn. Đó, đó là về góc phủ. Thì cái góc phủ này nó rất là quan trọng cho các bạn mà đi làm công trình hoặc là đi đấu. Nếu các bạn am hiểu về góc phủ, biết làm các bạn biết làm những phép toán tính cộng trừ nhân chia và lũy kế, thì các bạn sẽ không cần phải đi khảo sát ở những công trình lớn. Các bạn chỉ cần một cái bản vẽ, các bạn tính là cái dB, các bạn chỉ cần 3 thứ: một là decibel của loa, hai là góc phủ của loa. Rồi sau khi các bạn chia tính toán thì chỉ cần các bạn chỉ cần nhận được cái bản vẽ thôi, thì chắc chắn là các bạn sẽ ra một cái con số chính xác cho nhà thầu đó, là không cần phải đi khảo sát luôn, cực kỳ tuyệt vời luôn. Nếu các bạn am hiểu và biết tính toán về chia góc phủ này, các bạn có thể biết là loa mình cao bao nhiêu và khi đặt ở chiều cao đó các bạn sẽ phủ được bao nhiêu người nghe ở tại khu vực nào, ở ghế nào các bạn sẽ tính được chính xác 100%, 90 trên 90% mà không cần phải đi khảo sát. Cái đó là cái bài toán mà này, cái bài toán này nếu mà giải thích thì nó rườm rà lắm, nó chuyên môn thì nó quá phiền, nhưng mà mình muốn làm clip này để cho mọi người hiểu để dễ hình dung hơn. Rồi ok. Còn ở dưới là cái dimension gì nè, HZ, thì cái này chắc mọi người hiểu. Các bạn mua nội thất thì các bạn biết đó là kích thước của loa, chiều sâu, chiều cao và chiều dài của cái loa của mình. Và next way tính là 20 là cái ký trọng lượng của cái loa đó.
Và bên trong này nó ghi nè blow driver blow đó, rồi blow đi, lên đi low cho dễ đi, low đi HF low low hay gì dễ đi. Thì ở đây là cái loa này bên trong của khi các bạn không cần mở, các bạn đọc gì các bạn hiểu, các bạn không cần mở là nó cho các bạn là cái con là 3 in đó, nó sử dụng từ gì, và củ bên trong cái loa đó nó có một cái củ loa 15 in tức là bass 30 đó mọi người ha. Rồi còn cái hai hai tức là dãy tần cao, low là dãy tần thấp, còn hai là dãy tần cao, thì mọi người cái đó là những nguyên tắc âm thanh mà mọi người sẽ hiểu là hai driver tức là ở bên trong bạn có một cái củ chép đó, rồi nó như thế nào, rồi củ chép đó là cái con nó bao nhiêu in và nó sử dụng từ gì, thì ở đây nó sẽ ghi là chép của cái dòng loa KB4015 là nó sử dụng chép neo. Ferrite, còn ở trên là loa thì nó không sử dụng từ neo mà dùng từ ferrite, nói chung tiếng Anh Thiên Vũ không biết đọc, vấn đề là hiểu thôi. Thiên Vũ làm việc là không cần quan trọng về hình thức, về sách vở, Thiên Vũ chỉ cần hiểu nó là cái gì thôi và làm được hay không đó là vấn đề. Thiên Vũ không quan tâm về vấn đề về kỹ thuật đó. Rồi thì đó là xong rồi, cái tới cái mục input connect, input là hiểu à, cái này hiểu nè, input là có đầu vào tức là đây là cái ngõ kết nối, tức là cái loa này nó chỉ cho vào đó, là input connect là nó sẽ có hai ngõ input connect sử dụng ngõ new trick hoặc big công, rồi nó có cho cái mã của ngõ kết nối đây, cái mã của cái big công đó đó, thì mọi người sẽ hiểu đó, đó là cái mã của cái ngõ big công đó. Rồi nó chỉ đơn giản là như vậy thôi, và kế đến là màu sắc rồi thôi, nó chỉ đơn giản là như vậy. Ok rồi, như vậy là hôm nay Thiên Vũ đã chia sẻ cho mọi người một clip khá là dài, nhưng mà đây là một clip chia sẻ mà nếu mọi người coi xem mà chúng ta hấp tấp, chúng ta tua qua thì có những cái mà phân tích để cho người hiểu, người người tiêu dùng hiểu á, thì rất là uổng. Chứ còn nếu các bạn xem từng bước thì Thiên Vũ sau khi mọi người xem clip này chắc chắn thì clip này sẽ giúp cho mọi người hiểu hơn về cái xem thông tin của những chiếc loa mà mình đang chuẩn bị mua, và nắm rõ hơn và nó sẽ đáp ứng tốt cho mình hay không. Các bạn nhìn cái căn nhà các bạn, cái góc độ rất là quan trọng, các người góc phủ của cái loa, các bạn biết nhà bạn rộng là các bạn ví dụ như góc phủ không tới cái chỗ bạn ngồi không biết, thì khi mà các bạn biết được góc phủ này các bạn tính ra được, thì các bạn sẽ biết nhà bạn có nên đặt bao nhiêu cái loa, đặt hai cái hay là cần, và cái decibel có tới được cái tai mà mình, ví dụ như bây giờ, ví dụ như là bây giờ căn nhà mình ví dụ maximum đi, bây giờ cái loa này là 127 decibel, thì các bạn nếu trong kỹ thuật không biết các bạn có dùng hay không, mình không biết, mình chia sẻ người dùng, nếu mà các bạn muốn là một chơi 127 decibel ở nhà chúng ta mà khoảng cách chúng ta là tới 5 mét, thì mọi người phải làm một phép toán làm sao để cho cái vị trí ngồi mà hát chúng ta sẽ thêm bao nhiêu cái loa nữa, cộng với nhau làm một phép toán sẽ biết là cần bao nhiêu cái loa để đạt được cái mình mong muốn, là tôi muốn nghe nhạc DJ ở mức độ 127 decibel đó, thì các bạn sẽ không cần phải thử hay gì cả, cần làm một phép toán nhẹ thôi các bạn sẽ biết cần bao nhiêu cái loa là chính xác đó. Ok, hôm nay là chia sẻ mọi người một cách rất là chân thật về cách xem thông số kỹ thuật của dòng loa, cũng như là những cái mà nhà hãng họ hay đưa ra cho mọi người cùng xem. Hình như có còn thiếu một cái nữa mà trong đây nó lại không có nhờ, để Thiên Vũ xem nha, mọi người chờ Thiên Vũ tí xíu. Ok rồi, tiếp tục. Bây giờ Thiên Vũ một cái mà một Thiên Vũ nãy giải thích nhưng mà mọi người lại không có, sợ mọi người không có hiểu cho lắm, thì bây giờ sẽ có một cái bảng gọi là thông số kỹ thuật chi tiết hơn của những dòng sản phẩm Pro của JBL. Mình lấy JBL là một cái hình thể để cho chia sẻ mọi người, tại vì thông số kỹ thuật nó nhiều hơn thì nó cũng như vậy thôi mọi người, cũng không có khác gì hết á, thì nó không có khác một cái gì cả, nó cũng như tương tự như nhau thôi. Rồi ok rồi nè, hồi nãy Thiên Vũ có giới thiệu mọi người đó là cái cách chia sẻ thêm, đó là cái cách, đó là tại sao này đáp ứng 10 dB nè, tức là cái loa này hoạt động tốt ở gia tầng nào, các bạn sẽ có cái đáp tuyến của nó, là cái loa này nó sẽ hoạt tốt ở đây nè. Ví dụ
Các bạn muốn nghe cái dải lo rộng hơn, ví dụ là các bạn thấy cái lo này chép không à, mà các bạn thích CBL mà mình muốn nghe được cái dải tần đó, thì làm sao để các bạn nghe được dải tần này? Ví dụ giờ ở đây là 85 Hz đi, ở đây mình ví dụ đây là 50 Hz đi, nhưng mà cái lo này khi mà các đạt ở cái ngưỡng là 190, đạt 90-95 dB đó, là các bạn không nghe được cái dải tần mà mình mong muốn, thì làm cách nào? Thì các bạn bắt buộc phải hãm cái decibel xuống, đạt ở cái ngưỡng là 85 này, đó thì họ ghi rõ nè, đạt ngưỡng 85 này, thì ở đây là cái dải 50 Hz, thì mọi người sẽ nghe được. Mà để nghe được như vậy á, thì mà đạt được cái độ lớn mọi người mong muốn á, thì mọi người phải nhân đôi cái decibel lên để làm sao ra được cái công suất lớn mà mình mong muốn và đạt được cái dải ký mà mình đang muốn có được. Cái đó là một phát toán rất là dài. Thì ok, thì đơn giản thôi. Rồi ở đây là hãng cũng cho chúng ta về cách đấu nối luôn và kích thước loa đó, nhiều những cái dòng RO thì họ sẽ có những cái chi tiết về cái biểu đồ của sóng âm, nhưng mà có những dòng gia đình thì hầu như là không có đó, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Còn một cái đơn giản nữa đó chính là một số loa nó mà ghi chữ ATI là ATV, ví dụ như là đi ví dụ về ATI nè, A TV đó là ACTIVE, active, tức là lo này là các bạn sẽ hiểu là nó có công suất nha mọi người. Lo này là nó có công suất ha. Thì nó, nếu mà giải thích ra thì nó không phải là cái chữ active, là để nói về là lo này nó có công suất sẵn bên trong lo, mà nếu mà nói về kỹ thuật á thì nó sẽ là một cái khía cạnh khác. Nhưng mà để hình dung cho mọi người hiểu thì cứ mọi người cứ hiểu rôm ra là active là lo có công suất, và dòng lo Baxi, Baxi là nó sẽ ghi chữ này. À đâu, nãy mới thấy chữ Baxi rồi ta. À đây Baxi, Baxi lại ghi thế này. Đó, Baxi là ghi, nó ghi dòng chữ này. Đó là dòng lo Baxi, là nó không có công suất. Còn dòng lo mà ATI là nó công suất. Cái đó là mình nói cho mọi người dễ hình dung ra. Nhưng mà bản thân cái chữ ATI và Baxi nó có cái nghĩa khác nhau về kỹ thuật. Đó. Nhưng mà cái này mọi người, người tiêu dùng và chúng ta sẽ không cần phải biết tới cái này đâu. Cái đó cũng không quan trọng đúng không? Ha. Ok, như vậy mình đã cho mọi người chia sẻ cái sóng này nè. Cái sóng này cũng rất quan trọng, ví dụ bạn là người nghe nhạc, bạn am hiểu về âm thanh, các bạn muốn tìm một dòng lo mà đúng dải tần mà chúng ta nghe biết và chúng ta am hiểu về dải tần, thì chúng ta cái dải này thì các bạn muốn chọn một lo phù hợp thì chúng ta sẽ dựa vào những thông số như thế này. Chọn một thông số được và độ lớn thì chúng ta sẽ làm một phép toán. Đơn giản như vậy thôi. Ok, như vậy hôm nay Thiên Vũ đã chia sẻ xong mọi người một clip mà nói rất là chậm rãi và phân tích các kiểu Việt hóa cho mọi người dễ hiểu hơn. Nếu mọi người thấy hay, hợp lệ, hoặc là bạn nào có kiến thức good hơn, hãy làm clip chia sẻ đến cho mọi người ha. Xin chào, đừng quên nhớ bấm like ủng hộ và comment đóng góp ý kiến, hoặc là bạn đang muốn Thiên Vũ làm clip gì cho bạn, hãy để lại comment bên dưới. Đừng quên bấm đăng ký channel Thiên Vũ Audio để xem những clip hấp dẫn ha. Bye, xin chào.